Hello ngày mới cả nhà nha. Hôm nay là em quay cho cả nhà cùng xem ha. Những con nhím con vừa mới đẻ được khoảng tầm một chục ngày thôi cả nhà. Đấy, hôm nay là nhím con mà theo mẹ tập ăn nha cả nhà. Đây, những quả chuối này mềm mềm thì nó cũng dễ ăn thôi. Thì con nhím con này nó bắt đầu nó tập ăn thôi nha cả nhà. Thật ra những cái quả chuối thì mềm mềm thì rất là vừa miệng. Đấy, dễ thương chưa cả nhà ơi. Đấy, thường thì 2 tháng mới tắt được nha cả nhà. Đấy, đây là nhím mẹ đẻ được hai con rất là dễ thương đây ạ. Đó, dễ thương chưa cả nhà. Thường 2 tháng thì tắt được thì cả nhà có thể là mang về là nuôi được nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha, xin cảm ơn rất là nhiều ạ.